Ngon, anh đổ ra đi. Ngon đấy, cắt chưa anh, cắt ra chưa? Anh để sôi sùng sục luôn. Ôi món này em thích lắm đấy. Báo cáo anh em à, củ ấu đã gọi là chín. Nóng nóng, bỏng. Để em giữ chậu rồi nhé. Tốt nhất là em nên tránh xa. Ngon lắm đấy. Bây giờ phải mang ra để rửa nước lã đi chứ. Em nguội đi để thì em mới ăn được. Ngon lắm đấy mọi người ạ. Hiện tại ở đang quay phim, anh có thể nhanh tay hộ em được không? Wow. Đây là cái anh em. Rất là thỉnh thẳng luôn. Ok. Ui, nóng, kéo cái bẩn. Xả nước đi cho nó nguội đi. Là bảo ấu chín ngon đấy anh em ơi. À, ngon luôn, vẫn đang chờ. Đang chờ đúng không? Rồi. Ôi, nguội chưa anh? Rồi. Rồi. Ui giời. Đây anh em ơi. Ôi giời ơi, trông như ốc ý. Ui giời, thế ăn uống lại vất vả thế, răng anh yếu à? Không, như răng hàm chứ. Ôi giời, đây. Ôi, ngon thế. Bắt đầu anh ạ. À. Anh em ơi. Ai là đấy, bà là. Ông nội. Anh Thống à. Ừ, vẫn Thống. Giỏi ơi. Đó là luộc phải là hôm chục cốt bà. Ừ. Nào, vẫn sống rồi. Mấy phút bà đã bảo tôi ấy rồi. Đưa, đưa quả lưỡi đây cho nào xem có thể sống không nào. Sống rồi, sống rồi. Sống rồi. Ông ơi, ông mang con cái ông dạ dày đây cái, ông trên mặt bàn đi ông. Vâng. Con chào ông nhá. Sống rồi anh ơi. Sống. Ú luộc củ ấu vẫn sống không ạ? Ôi giời ơi. Thế. Đèn nào anh cắn lâu thế? Phải luộc xong rồi để đấy, xong rồi đến tí nó ra thì ăn cơm cứ xong ra thì nó mới... Này, may mà em có cái sản phẩm này nhá, không thì thôi. Nào. Anh em ơi. Đây là An Đại Hitoshi dành cho tất cả những anh em mà rồi, đang bị đau dạ dày, đại tràng, hang vị dạ dày, chảy máu dạ dày, trào ngược dạ dày. Đặc biệt là khi chúng ta uống bia, rượu nhiều, ăn đồ chua cay, nóng thì cái bệnh dạ dày của chúng ta nó sẽ bị trào ngược, nó tổn thương dạ dày rất là lớn và nặng, dẫn đến là ung thư dạ dày. Vậy thì những anh chị em nào chúng ta đang bị gọi là viêm dạ dày này, đại tràng, hang vị dạ dày, trào ngược dạ dày và đặc biệt là bị HP thì chúng ta uống ngay cái An Đại Hitoshi của nhà Phú Lê. Công ty Thiên Phú đưa ra một cái dòng sản phẩm mà đặc trị dạ dày và cực kỳ hiệu quả, đó là An Dạ Hitoshi. Và hiện tại chúng ta đang bán là bao nhiêu nhỉ? 350.000. 350.000. Hộp 20 gói. Một hộp này là có 20 gói anh em ạ. 350.000 nhá. Ngày uống bao nhiêu gói đây? Một ngày uống 2 gói. Ok. Anh đọc thành phần cho các bác đi xem. Tôi đọc thành phần. Thành phần ở đằng sau bên cạnh này, thành phần từ thảo dược cái này. Đấy. Ôi mắt chồng tôi nó kém cùng các bà thông cảm. Đưa đây cho tôi. Đây. Bóc cho một củ ấu nữa đi xem nào. Hôm nay ông cho tôi ăn sống, may mà tôi có cái này nhá, không thì tôi đi ỉa thì thôi rồi luôn. Thành phần của nó rất là an toàn luôn, từ thảo dược này, bồ công anh, hoàng bá, khổ sâm, dạ cẩm, nghệ vàng, khôi nhung. Đấy mọi người uống là yên tâm. Đấy hôm nay ông Phú ông cho tôi ăn cả củ ấu sống đây này. Báo cáo may mà có cái thành phần này chứ không thì tôi chết luôn. Đây đây. Một ngày uống hai gói đây xem, củ lại củ nữa ăn đến nỗi mà người ta nghe có thấy đến sột phát. Ôi giời ơi, sống lên chi rồi. Sống phải làm được. Không được rồi, anh luộc lại với em đi. Ok anh em nhé, anh em là lấy dạ dày nhắn tin ở pet cho tôi nhá, 350.000 một hộp. Bây giờ là mang của ông luộc lại. Chán quá. Đi luộc lại. Thế cái hôm kia, anh ơi đứng lên đây. Anh đứng yên đây, em phỏng vấn đây. Thế hôm cái thằng củ ấu nó bán cho anh nó bảo như nào? Nó bảo là luộc ít nhất là khoảng 12 phút thì bà mới có 5 phút bà bảo. Thế anh bảo em là 11 giờ là dừng còn gì? Thế bây giờ luộc lại đi. Nào, lại đi luộc lại. Khổ quá. Nước nóng của nó đây. Thôi, được rồi.
Lại đổ nước nóng vào luộc à? Ừ, thế thôi. Thế anh cho nước nóng vào đi, đỡ phí. Nhưng mà ga sắp hết rồi ông ạ. Còn đủ ga không anh? Bình này làm sao mà đã hết rồi. Bây giờ lại luộc lại hả anh? Rồi. Ok.